Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị quy định liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Quy định mới về cấp sổ đỏ với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới. Nghị định 101 của Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2024 xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận đã cấp. 1. Trường hợp thửa đất gốc, thửa đất chưa có diện tích tăng thêm, có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì xử lý như sau. A. Trường hợp phần diện tích tăng thêm có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì loại đất, diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc và phần diện tích tăng thêm theo quy định tại Điều 141 của Luật Đất đai. B. Trường hợp phần diện tích tăng thêm do nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 chưa được thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì loại đất, diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc theo quy định tại Điều 141 của Luật Đất đai và phần diện tích tăng thêm theo giấy chứng nhận đã cấp. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, sau đây gọi chung là văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận của bên chuyển quyền theo quy định. C. Trường hợp phần diện tích tăng thêm không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản này, nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai, thì loại đất, diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc theo quy định tại điều 141 của Luật Đất đai và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại các điều 138 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền. Điều 139 giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 và Điều 140 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền của Luật Đất đai. D. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 28, điều 31 và điều 36 của nghị định này. 2. Trường hợp thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận thì xử lý như sau. A. Trường hợp phần diện tích tăng thêm do nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. B. Trường hợp phần diện tích tăng thêm có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai thì loại đất, diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là toàn bộ thửa đất gốc và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại Điều 141 của Luật Đất đai. C. Trường hợp phần diện tích tăng thêm không thuộc quy định tại điểm A và điểm B khoản này, nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai thì thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng. Loại đất, diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc theo giấy chứng nhận đã cấp và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 của Luật Đất đai. D. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 37
của nghị định này. 3. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật chuyển mục đích sử dụng đất hợp thừa đối với diện tích tăng thêm. Nghị định 101/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tại Nghị định 102/2024 của Chính phủ, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, điều kiện của tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Theo nghị định, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây. 1. Đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 125 luật đất đai. 2. Nhóm công ty là tập đoàn kinh tế hoặc công ty mẹ, công ty con, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp khi tham gia đấu giá một thửa đất, khu đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất thì phải thỏa thuận để cử một công ty thuộc nhóm công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. 3. Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá thời điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. 4. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. 5. Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh tế bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác. Theo nghị định, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau. 1. Đảm bảo các quy định tại khoản 4 điều 125 luật đất đai. 2. Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế đảm bảo các điều kiện quy định trên. Việc thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây. Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với các thửa đất, khu đất đấu giá nếu có. Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng của các thửa đất, khu đất khi đấu giá quyền sử dụng đất. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá, đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá, chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá, dự kiến giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Các nội dung khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Theo nghị định, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất cho thuê đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, khu đất đấu giá. Hồ sơ gồm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trích lục bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tổ chức xác định giá khởi điểm theo quy định của pháp luật. Theo nghị định, cơ quan được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất, lập hồ sơ đấu giá gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hồ sơ gồm phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, văn bản phê duyệt giá khởi điểm của khu đất, thửa đất đấu giá theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 229 luật đất đai, dự thảo tờ trình quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quy định để ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ, việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trình tự thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 229 luật đất đai và luật đấu giá tài sản. Việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 229 luật đất đai. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị định nêu rõ,
trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế. Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi nếu có được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Trường hợp người đấu thầu không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định. Cơ quan thuế thông báo cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau khi đã nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 5 điều 229 luật đất đai. Trường hợp cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giao đất cho thuê đất cho tổ chức kinh tế do cá nhân là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đăng ký thành lập theo quy định. Khi hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định mà cá nhân là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không thành lập tổ chức kinh tế theo quy định, thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.